Hello mọi người, em xin chào tất cả mọi người nhá. Mọi người, hôm nay em có một em đĩa. Nó nhỏ nhưng mà nó rất là đẹp luôn các bạn. Hôm nay em có một cái đĩa vẽ bách hoa luôn, kín luôn. Em xin phép em đo kích thước cho các bác xem. Mặt của em này là có 30,5 thôi mọi người nhé. Mặt này 30,5, chiều cao của nó chắc cũng không được cao lắm đâu mọi người. Em đo chiều cao. Chiều cao của nó 3 nhé mọi người nhé. Chiều cao 3 này mọi người này. Đấy. Chiều cao 3. Mặt nó 30,5. Đây họa tiết vẽ bách hoa đấy mọi người nhé. Đây em quay cho mọi người xem này. Chỗ này là nó bị bong mất một chút da ở đây rồi đấy nhá mọi người nhé. Bong ra chỗ này nói chung là cũng không vấn đề gì cả. Đây nhìn xa này không phát hiện được da đâu mọi người. Đây em cho các bác xem này, chuyện của nó đây. Chuyện này là chuyện của Cutani nhá mọi người nhá. Rất là ok luôn. Tình trạng lành tít. Rất là đẹp, họa tiết vẽ bách hoa. Đây, em xin em để vào cái để vào đây để em quay cho các bác xem. Em cầm tay lên thì nó hơi khó. Để em xin phép là em tháo cái máy quay ra em quay cho các bác xem nhé. Đây đây. Họa tiết vẽ nổi khối lên nhé mọi người nhé. Em này em thấy là rất là hợp lý, rất là đẹp đấy mọi người. Cái vành này là nó vẽ vàng nhé mọi người nhé. Đây này. Xung quanh là vẽ vàng. Rất là ok luôn đấy các bạn. Các bác nào mà ai mà ưng chiếc đĩa này thì các bác cứ liên hệ với em Toàn nhé. Các bác cứ liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0962 949668. Ơi hôm nay cái chiếc đĩa này nhỏ thì em cũng xin phép kết thúc video đây mọi người. Nếu mà các bác nào mua thì cứ liên hệ với em nhé. Thôi em xin chào tất cả mọi người nhé.